Cái cây thốt nốt này mình biết nó cũng lâu rồi nha anh em. Lúc đó mình tưởng đâu nó chết, ai nhà bây giờ nó sống nhăn răng luôn trời. Okay, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái xem. Rồi thì hôm nay Thái có một cái chuyến về quê nữa anh em ơi. Đó, thì về quê của bên vợ mình thì không có gì ngoài ruộng dừa hết trơn anh em. Rồi hôm nay thì Thái sẽ quay cái ruộng sao và quay cái gãy trồng bắp ve. Thì cái mùa mưa đó, anh em, là cái bắp ve trồng xong rồi là bây giờ nó rủi hết trơn rồi. Đợt này thì có lẽ là trắng tay nữa anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay cái ruộng và cái đám rẫy cho anh em xem ha. Với trồng phơi mì với bắp ve. Rồi ở sau thì trồng lúa nha. Rồi thì quay cho anh em xem nha. Đây nè anh em, đây là ớt nha. Ớt nè, cái này là ớt ha. Giờ đang ươm trong cái dòng này nè. Xong rồi thì nó hơi lớn lên nó, xong bắt đầu mình sẽ đem ra cái gãy này nè, mình trồng. Tại vì cái gãy này thì trồng bắp ve nha. Trồng bắp ve đó anh em. Rồi giống như trồng bắp ve thì mình ớt mình xen vào những cái kẽ. Đó, cái kẽ. Ví dụ như bây giờ anh em thấy mình trồng đây nè, đây ví dụ như đây nha, ví dụ như nè, mình trồng đây bắp. Ở đó ăn bắp thì ớt mình trồng ở chính giữa này. Đó. Nhưng mà cái đợt này thì cái gãy này thì lỗ nặng luôn rồi anh em ơi. Không có mà thu hoạch được đâu, tại vì nó úng rồi. Còn mà sau này là cái cánh đồng. Cái cánh đồng này là cái đồng đồng rất là lớn nha anh em. Nó thật sự luôn, cánh đồng này là không phải là của gia đình đâu. Nếu cái gia đình mà có cánh đồng cỡ này thì chắc dữ lắm á. Thì cánh đồng này rất là nhiều chủ nha. Ở sau đây thì cũng có cái mẫu ruộng của ông bố vợ mình. Rất là lớn nha. Ở đây mà ai mà sắm được một chiếc máy gặt ha, một chiếc máy cày, một chiếc máy bay phun thuốc á, thì cái mẫu này là làm ngon lành luôn. Thấy gì chứ cái mẫu này chắc cũng cỡ ngàn công anh em. Đó. Thì dụ như mình làm 3 vụ thì gặt xong bắt đầu là tới cài. Thì cài xong rồi bắt đầu mình xuống lúa xong cái phun thuốc. Giống như là làm việc là không nghĩ đã anh em thấy. Nó nhìn nó rất là trong lành nha anh em. Trong lành mát mẻ thiệt luôn anh em. Ngày xưa lúc mình còn nhỏ thì mình cũng trồng lúa như vậy anh em nha. Mà lúa là lúa nước. Ngày xưa mình trồng là trồng lúa nước nha anh em. Rồi tới mình lớn lên thì mình giống như là mình di cư mình xuống dưới Ngọc Hiển, Nam Căn mình sống dưới đó. Rồi chuyển sang là nuôi tôm. Xong rồi mình không có nuôi tôm nữa. Rồi mình cha mẹ nuôi cho mình ăn học. Xong rồi mình ra trường mình đi làm luôn em. Nguyên cái mẫu này thấy không? Cái này hình như là mình có quay một lần cho anh em xem rồi. Đây. Xong rồi đó, cái mẫu này thì bây giờ là xong rồi đó anh em, là nó giống như là trắng tay rồi. Còn ở đó là có cái khoai mì. Anh em thấy trồng nguyên một dãy khoai mì. Khoai mì này là kêu bằng khoai mì vàng, khoai mì gì á anh em. Ở dưới đây là có nguyên cái kênh này nè anh em. Nha. Là ốc dữ lắm, ốc bu dữ lắm. Rồi, anh em thấy không? Đó nó nổi lên phình đó. Để bắt cho anh em xem. Ốc nhiều lắm.
này để coi nhận dạng ốc này ốc ốc này để coi nếu như một con ốc mà cái mặt nó bằng là con ốc gì ta. Còn nếu như mà sau nếu như con ốc bu bu ốc lát á, ốc bu mình á trắng á thì cái mặt này nó sẽ bằng nè gì ha. Còn nếu như con ốc bu vàng thì nó sâu vô trong. Ở chỗ này nó có cái hủng này, giờ không biết nó con ốc bu vàng hay là không, mình cũng không hiểu gì nó nữa. Bây giờ bắt đầu là ốc nhái ảnh ương nó kêu rồi anh em, nó kêu rồi. Anh em thấy nè, bắp ve giờ nó lật gốc hết trơn nè, nó không lên trên bắp được nữa. Đây này ông bố vợ mình trồng được này hẻo rồi nè, nó muốn lên bắp mà nó như gì nè, sâu hết trơn luôn rồi. Này hai công này thì trắng tay rồi. Buồn cho số phận. Ở vùng này thì chỉ có chăn nuôi rồi trồng lúa rồi trồng gãy thôi, mà gãy mà trồng như vậy thì thấy cũng buồn, cũng đổ vô đây một mớ tiền rồi bây giờ không thấy được gì. Thường thì dân mà mình làm nương rẫy nó có một cái bất cập như thế này nè anh em, ví dụ như mình trồng mà không trúng nó lại có giá, giống như là thất vụ nhưng mà trúng giá, còn mà trúng thất giá lại nó trúng vụ, bất cập gì đó. Ở phía ngoài sau đó nó có cái ngôi chùa đẹp lắm anh em. Anh em xem ngoài sau đó có ngôi chùa. Thường thường thì ở trong xóm là có chùa chiền đồ gì lắm. Thì mình đi về đây mình chỉ quay được cái cảnh ruộng đồng thôi chứ đâu có quay được cảnh gì cho anh em xem đâu. Quay mấy cảnh này chiều tính nãy tính xuống đây mò ốc rồi đó, cũng nhiều lắm mà sợ ốc bu vàng không.